Hello, 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 chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với Zonia Supercar Vlog. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại đi cùng với nhau trong chuyên mục săn siêu xe tại Thánh Địa Siêu Xe các bạn nhé. Và như các bạn đã quan sát thì ngay phía sau mình là một chiếc Volvo XC90, mẫu SUV an toàn nhất thế giới, với cái biển số các bạn nhìn thấy không? Quả biển số ngũ một luôn, 5 cái que tăm luôn các bạn nhé. Cực kỳ chất luôn. Hiện còn những cái mẫu xe rất đáng chú ý khác cũng đang có mặt tại Thánh Địa Siêu Xe trong buổi chiều ngày thứ sáu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng quay lại và khám phá nhé các bạn nhé. Đầu tiên như mình đã vừa giới thiệu, đó chính là chiếc Volvo XC90 đời cũ với cái biển số phải nói là cực chất luôn các bạn. 5 số 1 các bạn nhé. Mẫu SUV an toàn nhất thế giới Volvo XC90 cùng phân khúc với Audi Q7, Mercedes-Benz GLE. Trông rất là đẹp luôn. Chiếc này có cấu hình 7 chỗ ngồi, động cơ 2.0 lít tăng áp hơn 300 mã luôn các bạn nhé. Chiếc này thì đang được bán tại thị trường Việt Nam với giá 3,99 tỷ đồng. Có một phiên bản 5 chỗ gọi là phiên bản Excellence, hay mình gọi là X6 lăn đấy. Nó có giá đâu đó khoảng gần 7 tỷ đồng. Còn chiếc này là phiên bản tiêu chuẩn, có giá bán 4 tỷ đồng. Trông khá là đẹp. Tuy nhiên đây lại không phải là hoa hậu ở Thánh Địa Siêu Xe ngày hôm nay. Mặc dù biển số rất đẹp nhưng không phải là hoa hậu, mà ở phía trước là còn rất nhiều những cái hoa hậu khác. Đây là một chiếc Range Rover Evoque, cũng không có đáng chú ý lắm. Tuy nhiên các bạn vừa rồi quan sát thì mình đang đội chiếc mũ Range Rover. Wow, một chiếc Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser khá là đẹp, VXR 5.7 lít. Còn đây là một chiếc Range Rover Autobiography với ngoại thất 2 tông màu, phía trên là đen bóng còn phía dưới là đen nhám các bạn nhé. Khá là ấn tượng luôn. Hôm nay thì GoPro nó hết pin rồi, hơi tiếc một chút. Đó, các bạn quan sát thấy chiếc Range Rover Autobiography với ngoại thất 2 tông màu, trên đen bóng, dưới đen xám. Chiếc XC90 1. Tuy nhiên hoa hậu tại đây ngày hôm nay chính là chiếc McLaren 720S. Chiếc McLaren 720S màu xanh dương khá đẹp luôn bạn nha. Wow, 720S màu xanh dương, dán decal màu xanh dương. Còn chiếc này có màu zin là màu đỏ. Đây chính là chiếc xe của anh trưởng đoàn Carbuson, anh Hứa Phương, trong hành trình Carbuson 2019 diễn ra cách đây vài tháng các bạn nhé. Đây là chiếc màu đỏ được dán đề can màu xanh dương, trông rất là đẹp luôn, rất là ấn tượng luôn các bạn. Xe thì đang được VOV Supercar chào bán lại. Quá đẹp luôn. 720S thì thiết kế gọi là đỉnh cao rồi các bạn, viễn chê rồi. 72m chưa bao giờ làm người ta thất vọng về cái thiết kế đẹp mắt. Động cơ mặc dù chỉ là động cơ 4.0 lít thôi, tăng áp công suất là 710 mã lực, quá là mạnh mẽ luôn. Tăng tốc thì cũng rất ấn tượng, bởi vì xe rất trẻ, xe làm từ khung nối carbon hình giọt nước, nhìn quá đậm chất, gọi là siêu nhân và tương lai luôn các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy cụm đèn pha này, chất lưu luôn. Đó, ở phía trên còn có logo của VOV Supercar. VOV Supercar thì có cả cơ sở tại Hà Nội và có cả cơ sở tại Sài Gòn. Cơ sở tại Sài Gòn thì đang được mở rộng. Đó, các bạn nhìn thấy dàn hoa hậu chưa? McLaren 720S dẫn đầu, Range Rover 2 màu phía sau, Evoque tiếp theo, và chiếc Volvo XC90 với biển số ngũ 1. Phía trên thì không có mẫu xe nào đáng chú ý. Tuy nhiên trời nắng rất là đẹp luôn. À, còn một chiếc xe nữa sẽ quay luôn cho các bạn, đó là chiếc Post. Mình nhìn từ xa thì thấy nó có cái tem Turbo S, tuy nhiên lẽ là phải lại gần kiểm tra. Một chiếc Mercedes-Benz S450 đời mới nhất. Đối diện có một chiếc Volvo XC90 đời 2019 màu khá là đẹp. Đây, một chiếc Post Panamera, cái logo Turbo S, nhưng mà mình nhìn thì trông nó hơi đơn giản, có lẽ là phiên bản
4S là bởi vì bản S độ lên thôi. Đó, có lẽ chính xác là như thế, tại vì cái mang cá này đã xuất hiện trên phiên bản. Và phần đầu xe thì giống với phiên bản Panamera 4 hoặc là Panamera 4S thôi, hoặc là phiên bản S thôi, biến động thêm logo, có lẽ là thế. Khá là đẹp các bạn. Hai hoa hậu, một chiếc đến từ Anh, hai hoa hậu đều đến từ Đức các bạn nhé. Porsche Panamera và Maybach S450. Hôm nay thì lại có một đoàn ngoại giao đến từ Mỹ đang có mặt tại khách sạn Metropole, nên xung quanh rất nhiều xe của đại sứ quán Mỹ. Có lẽ là các bạn nhìn bên này có tới 3 chiếc Mazda CX-5, 2 chiếc đời mới và 1 chiếc đời cũ. 3 chiếc Mazda CX-5 luôn. Quá hoành tráng. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái video từ đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.